quyết định sẽ gắn bó lâu dài trong quân ngũ. Anh rất bất ngờ, nhưng anh rất vui. Anh vui ạ? Nhưng mà em lại đang thấy bà buồn đấy. Anh vui vì em đã quyết định đứng trong hàng ngũ của những người ưu tú, muốn cống hiến cho một điều lớn lao. Và điều quan trọng nhất, anh nhìn thấy sự trưởng thành của em ở trong đó. Và anh cũng vui vì ngoài việc anh có một người em trai, anh đã có thêm một người đồng đội, một người đồng chí nữa.